Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Nó ở top 6 thế giới về cái lượng độc mạnh, không còn có thể đường rút lui nữa. Không có đường lui nữa. Nó sẽ bắt đầu tự vệ bằng cách phun độc ra. Cho nên là các bạn đừng có dại dột mà ham vui đồ này nọ các thứ nha. Có những cái là vui quá là mất vui luôn á. Trốn mất tiền luôn. Không, sao mà mất được. Mất là chạy đó. Đó. Nhận cát sáu mắt. Nói về độc và tố của nó đi. Độc tố của nó là có thể rụng chi mình. Trời đất. Đúng rồi, em coi rất là nhiều, em coi coi như là tất cả các tập luôn. Tại sao người ta làm được vậy? Tại sao những cái góc quay này, cái cảnh này người ta lại quay được? À, anh mà thấy cái đít nó tròn chỉnh mà còn được đẹp vậy là chứng tỏ là nó đang an toàn với cái toàn khu vực nó ở. Mà hồi đó anh nuôi con hầm kia nó nhoi lắm, chứ nó không có đồng như bạn này đâu. Dạ đúng rồi, tại vì nó thuộc dạng quỷ yêu mà cắn ác lắm. Em đặt tên cho nó con này là dê chó. Dê chó, dê chó con. Anh hiểu tại sao em không sợ không anh? Tại sao? Tại em có những chuyên gia đeo bên cạnh. Đúng, 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 chính xác. Nó hình thành cái tơ này nó là như thế nào ta? Hay là trứng của tôm tiền sử á. Trứng của tôm tiền sử, nghe dạ. Tên là thấy nó hoành tráng, là nó ra con này á hả? Dạ, cái loại trứng này mình có thể bảo quản được 2.000 năm. 2.000 năm? Dạ. Dữ vậy? Thương anh. Yes, that's right. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, tiếp tục cái series thăm HT Exotic Zone ha. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các bạn bò cạp và các bạn nhện. Ok, mời Chiều cũng như là Phú và các anh em có thể dẫn dắt mọi người vô câu chuyện ha. Ok, bây giờ mình đem xuống đây cho nó dễ. Ok, tiếp tục ngồi thôi. Mình lại ngồi tiếp thôi. Mỗi clip mình nói quá nhiều luôn, đứng lát mình ê chân lắm. Mình quá mệt để đứng rồi. Đèn à. Cho xin xíu ánh sáng anh trai. Cảm ơn anh nhiều. Rồi. Hiện tại thì con này ở đây mình đang thấy là một con đuôi dày anh ha. Đuôi bò dày. Đuôi dày. Ờ. Thì nó có một cái tên khoa học dài nữa nhưng mà em đọc ra sợ mọi người không nghe đúng kịp. Thì con này độc của nó, độc tính của nó là level 4. Level 4. Level 4 thì nó ở top 6 thế giới về cái lượng độc mạnh. Và nó có một cái biệt tài nữa là nó có thể bắn độc. Wow. Dạ, nó nếu mà mình chèn ép nó vào một cái thế gọi là thế không còn có thể đường rút lui nữa. Không có đường lui nữa. Nó sẽ bắt đầu tự vệ bằng cách phun độc ra. Phun. Có thể phun xa 1 mét. Trời ơi. Ghê vậy. Là nó phun cái tia độc hay là nó bắn cái mũi tên kia nó? Không, nó phun cái tia độc đó anh. Tia độc thôi. Dạ. Và cái tia độc đó nó gọi là nó có gọi là nó bị cái tác dụng gì ta? Nếu như mà mình vào da của mình thì bình thường thôi, nó cũng chỉ là nước bình thường thôi. Còn nếu như mà nó vào vết thương hở thì khác gì là xâm nhập thẳng vô người đúng mình. Rồi nó sẽ xâm nhập vô. Còn nếu như vào mắt thì có thể là gây cho mình mù tạm thời. Trời ơi, mù tạm thời. Mù tạm thời thôi. Có thể có nghĩa là có cần phải đi bệnh viện xử lý không? Dạ, cần phải xử lý hết. Khi mà bị vô vết thương hở hoặc mắt là phải vào bệnh viện hết. Nếu mà vô vết thương hở thì nó sẽ gây tác động gì ta? Nó sẽ gây độc thần kinh. Có nghĩa là nó sẽ làm cho mình bị mơ màng, hoang dạ, mang rồi. Sao? Hôn mê, hôn có thể mê hôn luôn. Mê. Con này có thể gây tử vong rất là cao. Trời ơi. Độc level 4 mà. Ở bò cạp thì mình chia các level độc là từ thang 1 tới 5. Thì 5 là cao nhất. 5 cao nhất. Dạ, thì từ 3 trở lên là bắt đầu nó có thể gây ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình nhiều rồi. Còn ở cấp 1, cấp 2 thì thường là nó không chích, nó chỉ kẹp thôi. Kẹp. Dạ vâng. Kẹp là nó nhức đau thôi. Dạ đúng rồi, nó chỉ kẹp thôi. Nhưng vẫn câu nói cũ là vẫn có khả năng bị dị ứng độc, không chơi tay nha mọi người. Đúng rồi, nói chung là khi mà chúng ta tương tác những cái dòng nào mà có độc tính thì chúng ta phải kỹ lưỡng, không có để cho nó cắn mình ha. Thì nãy mình có chia sẻ đó là nó dù gì nó cũng là độc tố, cho nên là tùy cơ địa, có những cơ địa mà nó hạp đồ là đi bụi luôn á. Dạ đúng rồi. Nó hạp đồ là hạp đồ là mệt á. Còn nó không hạp thì ok, còn đỡ. Nhưng mà vấn đề là chúng ta không biết chúng ta sẽ bị dị ứng với cái thành phần nào. Cho nên là các bạn đừng có dại dột mà như là ham vui đồ này nọ các thứ nha. Có những cái là vui quá là mất vui luôn á. Ví dụ như nghe nó bắn độc rồi chọc chọc thử coi nó bắn sao rồi coi là báo đó. Đúng rồi, báo á. Mà nó bắn vô mắt là có khả năng gây mù nha các bạn. Mù tạm thời nha, vẫn phải đi bệnh viện đâu á. Nhưng mà lỡ dụi là mù thiệt nha. Và cái cách chăm sóc của con này thì nó khá là dễ anh. Khá dễ hả? Dạ,
thì nó là bò cạp sa mạc mà, cho nên mình bắt buộc phải lót bằng cát. Cát. Dạ. Và vì nó là bò cạp sa mạc cho nên nhiệt độ nào nó cũng có thể thích nghi được hết. À. Và đừng bao giờ dưới 18 độ vào ban ngày. Ừ. Có nghĩa là ban ngày mình bắt buộc phải là trên 30 độ hoặc là dưới cũng được, nhưng mà đừng dưới thấp dưới quá 18. Tối thiểu là phải 18 trở lên. Dạ đúng rồi. Buổi tối thì sau 18 độ cũng được. Ừ. Dạ. Thì ở ngoài tự nhiên cũng vậy, ở ngoài tự nhiên sa mạc buổi tối rất là lạnh. Ừ. Cái biên độ giữa ngày và đêm nó chênh lệch nhiều. Dạ nó chênh lệch rất là nhiều. Chính vì vậy mà nó làm đá rồi vỡ ra hết thành cát rồi đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Và tụi này cho vì nó ở cái môi trường đó cho nên nó khỏe lắm. Ừ. Nó đã thích nghi được với cái môi trường đó thì nó rất là khỏe. Mấy này nó bự hết cỡ vậy ta? Dạ tụi này là bự hết cỡ rồi đó. Size của nó mình không đo bằng cm. Ừ. Mình cũng không đo bằng in mà mình đo bằng y. 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 Y là sao? Y là cái số lần lột của bò cạp. Ở bò cạp á, nó cái tuổi thọ của nó, cái vòng đời của nó chỉ khoảng 8 lần lột thôi. À, có 8 lần lột dạ, thôi. Khi mà mới sinh ra nó còn ở trên lưng mẹ của nó là 1 y. Mình xuống mà nó xuống lưng mẹ nó lột một lần nữa là 2 y. Ừ. Rồi cứ mỗi lần như vậy là nó sẽ lên 1 y cho tới khi nào 8 y thôi. Ừ. Và mỗi lần nó lột như vậy nó sẽ to gấp 3 lần, gấp 2 lần. Gấp 2 lần. Dạ. Đây là cái xác. Đây là một cái xác bò cạp. Ê, sau khi nó lột. Sống bên. Không sao. Đây là một lần một cái xác của một bò cạp ha, đã lột ha các bạn ha. Khi nó lột lại lột nguyên con vậy luôn. Dạ đúng rồi anh. Ừ. Dấu hiệu khi nào nó sắp lột vậy? Dấu hiệu nó sắp lột là người nó sẽ phồng to lên và nó chui đút, nó không ăn uống gì nữa hết. À. Tới lúc đó mọi người đừng có lo lắng và hỏi anh ơi tại sao bé của em nó không ăn. Nó sắp lột rồi đó em. Và điều mình cần làm lúc đó là gì? Mình cần làm là cứ để yên cho nó thôi. À đúng rồi. Là thì, cung cấp ảnh. À, con igu cũng vậy, khi mà nó lột da là cứ để yên cho nó sẽ lột nhanh. Còn tại vì lúc đó người nó bực bội khó chịu lắm. Dạ đúng rồi. Ừ, nó bức bối lắm mà mình còn đụng chạm nó là nó không khoái. Các bạn nhìn thấy cái đuôi nó có một cái ngòi. Cái ngòi ha, thì nó chích độc ra từ chỗ này hết. Dạ đúng rồi. À. Bé này thì là đuôi mập đó anh. Đuôi to, đuôi mập. Mà anh thấy bò cạp nó đẻ trứng rồi cũng đã lắm nha, đẻ con chứ. Dạ, đẻ con chứ. Mà nó bu coi như là bu trên lưng mẹ kín mít luôn á. Nói về cái y á thì là khi mà trên lưng mẹ là xuống là sẽ gọi là size sling. Sling. À. Rồi sau đó là mới một y, hai y, ba y, bốn y, năm y kia. Và khi mà ở shop em á, khi mà đã bán tới các bạn rồi là sẽ là từ 2 đến 3 y. Còn những con này là khách đã nuôi lâu rồi hoặc là các bạn muốn trai lại thì gửi cho tụi em. Chứ lên tới kích thước này rất là lâu. Có khi có những con là tới 2-3 năm luôn mới tới. 2-3 năm mới đạt được. Dạ. Nhưng mà tại mọi người thấy trên clip và coi phim cái nghĩ là nó sẽ bự nhưng là không nha. Nó sẽ nhỏ bé xinh thôi. Mà hôm nay là shop em hết con size sling rồi. Hết size 2-3 giờ hết size nhỏ rồi. À. Sling giống như mấy bạn nhện này đúng không? Đúng nhỏ rồi, nhỏ. Thường là nhện nhưng mà thường sẽ gọi là 1Y 2Y. Thì em gọi chung nó là sling thôi chứ thật ra là nó tên gọi là Y, thằng nhện thì gọi là sling. Ok. Mấy bé này cái tuổi thọ nó cao không ta? Dạ tuổi thọ nó chỉ đạt khoảng 6 tới 8 năm thôi. À 6 8 năm. Thậm chí có thể thấp hơn. Vì trong môi trường nuôi nhốt của mình tuổi thọ nó sẽ thấp hơn. Thấp hơn 6 8 năm. Dạ. Thì cái mỗi lần mà nó lột xác á thì nó theo một cái chu kỳ nào đó hay là do dinh dưỡng nó tốt thì nó sẽ lột nhanh rồi này nọ? Dạ không anh, tùy vào cơ địa của mỗi bé nữa. Ừ. Cơ địa mỗi bé ví dụ giống như cái bong bóng á. Ừ. Anh bơm vô đủ khí thì bắt đầu sẽ nổ. Ừ. Thì tùy theo cái loại bong bóng nhỏ hay lớn hoặc là dày hay là mỏng. Ừ. Thì nó sẽ nổ sớm hay là nổ chậm thôi, thì tụi này cũng vậy. Ừ. Tùy vào con, cơ địa của mỗi con, có những con nó sẽ lột sẽ rất là lẹ, khoảng 1 tháng nó lột 2 lần. Ừ. Còn có mấy con nó sẽ khoảng 5-6 tháng, có khi 1 năm. Khi năm nó lột 1 lần. Vậy có nghĩa là đại loại mình nói nó sẽ tích trữ năng lượng. Dạ đúng rồi, tích trữ năng lượng. Khi mà nó đủ đô nó rồi là tiến hóa, tiến nó lột. Dạ. À, ok. Hay các bạn ha, rất là hay. Chế độ cho ăn. Ừ, cho em cho ăn sao? Dạ tụi em cho ăn thì 1 tuần tụi em cho ăn 1 lần luôn. Ừ. Và cho ăn dế hoặc sâu bằng size với miệng của nó là được. Bằng size cái miệng, đâu cái miệng đâu ta? Dạ miệng nó là ngay trước cái hai cái càng đó, ngay giữa hai cái càng. Không có thọt tay. Bạn ơi. À. Đây, ngay đây là miệng nó đây. Coi như là con cho ăn con dế con gì nó cũng vừa cái miệng nó. Dạ vừa vừa cái miệng. Có nghĩa là nó kẹp được, nó ăn được là ok. Và nó khi nó ăn là nó kẹp vô xong rồi nó dùng cái miệng nó ăn từ từ. Dạ đúng rồi, nó chích nữa anh.
nó chích nó bơm độc vào cho mềm con mồi ra à. Rồi bắt đầu nó hút cái phần dịch ở bên trong của con dế à. Giống như mình khi mình ăn thức ăn á là miệng mình vẫn tiết ra enzyme amylase ra để mà làm cho thức ăn nó mềm thì con này nó sử dụng độc đó. Nhưng mà khi mà nó mà sai nhỏ quá mấy bé mà sai 2 đến 3 y của em kể á thì nó sẽ có con không, bạn không kiếm được mà con dế hay là con sâu vừa bằng, bạn có quyền xé nó ra, xé nó nhỏ để vừa miệng bé để cho dễ ăn. À hay quá. Em có sợ mấy bé này không? Không, này em sợ ra nhưng mà em cũng không đụng, tại vì nó nằm đó và em chụp hình nó cũng dễ. Mấy con này là chụp hình dễ. Mấy bé này mình mà buộc không bao giờ được tương tác bằng tay. Đúng rồi. Mà cái phần cứng nhất của nó là phần đuôi, mình chỉ cần chụp đuôi là xong. Ok. Dạ, đó nó dùng. Có giờ nó bị đứt đuôi gì không ta? Dạ không, em chưa gặp bao giờ. Chưa gặp. Cũng có thể đó nhưng mà em chưa gặp. Mấy bé này từ từ em không sợ. Với lại nuôi nó em cũng thấy nó dễ thương á anh. Em cũng bỏ cạp. Em là cũng bò cạp. Nó cũng có các dòng có thể sinh sản lưỡng tính đó nha. À. Dạ, tụi này có thể sinh sản lưỡng tính là nó không cần đực cái, mình cứ nuôi một mình nó thôi là có thể tự sinh sản nó luôn. Hay vậy ta? Dạ. Coi như là tới thời điểm là tự nó sinh sản. Tới thời điểm là sinh sản anh. Bình thường mấy bạn này là vẫn sinh sản đơn tính bình thường là cũng cần đực cái. Nhưng mà đối với dòng đó thì không cần. À cái riêng cái dòng này thôi là lưỡng tính. Không không, không phải bé này. Bé đó tên là Hostan, Tota nhưng mà bây giờ bé hết rồi. Hiện tại là tụi em không còn nữa. Cho mượn con bé S. Thôi để đến lần sau khi mà hàng tụi em đầy đủ hơn, có nhiều bé thu độc lạ hơn thì em sẽ mời. Chắc chắn là anh sẽ xuống anh chắc quá nhiều. Quậy tiếp luôn. Mỗi lần em có đồ. Đây là một bạn cùng dòng, cùng họ với con này. À, khác dòng. Khác dòng. Dạ đây. Cái này thì cái chân bé màu vàng hơn. Rồi. Cái này là bé nó vừa lột xong cho nên là mọi cái nó còn sáng sủa. Dạ, nó còn sáng sủa đúng rồi. Từ từ nó mới gì nó mới già, về màu lại, về màu đen lại. Không, nó cũng không màu đen đâu, cái chân của nó là sẽ màu vàng. À, chân vàng ha. Con này bé này sẽ chân vàng. Bé này là chân vàng. Mà cái kiểu con bò cạp các bạn lúc nào cái đuôi nó cũng cong 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 lên á, nhìn nó giống như nó đang giống như sẵn sàng nó tấn công. Và không phải là bé nào cũng có thể cong cái đít lên vậy được đâu anh. Có những con cái đuôi nó sẽ nằm ở tầm dưới. Và có đứa đuôi nhọn, đuôi mập, tùm lum đuôi hết. Cái dòng này á là nó như vậy, Parabuthus. Đúng rồi, họ nó đang đào hay. Nó đang đào. Cái này là dòng sa mạc cho nên là anh thấy em cũng không có coi như là cung cấp ẩm gì hết ta. Dạ đúng rồi anh. Ẩm thì mình một tuần mình chỉ cho khoảng vài giọt thôi anh. Vài giọt để cho bé liếm thôi chứ mình không cần phải đồ ẩm là nhiều. Mình nhiễu trực tiếp vô cái cát luôn. Dạ không, em nhiễu lên cái thành để cho nó chảy xuống rồi bé liếm. Ồ, hay quá, mỗi loài nó có cái kiểu chăm sóc khác nhau. Nếu vậy ở trong tự nhiên thì chắc cũng liếm trên mấy cái thân cây rồi này nọ. Dạ, nó sẽ đào ở dưới anh. Nó sẽ đào sâu ở dưới đó, ở dưới cái phần cát á, nó có nước ngầm. À. Thì nó sẽ liếm những cái cát ẩm đó. Em công nhận một điều, vẫn là con nói cũ. Nó thấy anh Nam nó cho diễn, tụi nó cong đuôi lên. Anh biết không, bình thường em chụp á là em phải nhờ mấy bạn tương tác á là đó phải vậy á. Ghẹo cho con. Cho cái đít nó lên, chứ bình thường là chứ nó không lên là chụp không có nhận được. Nè mà bé này nó nãy giờ nó cứ cong lên luôn nè. Có nghĩa là ý em nói con nào gặp anh cũng cong đít lên. Hay quá ta. Nó hay quá ta. Không, anh có duyên với động vật thiệt á, anh gặp mấy đứa là nó mến. Ôi, nó đào luôn kìa. Đào hang nó biểu diễn kìa các bạn. Đó, thấy chưa? Nếu mà nói về đào hang em có nó biểu diễn kìa. Công nhận tôi có duyên với mấy con này ghê. Đó. Em có một con nhện có thể đào hang mà sống cát được như vậy luôn. Đào hang sống cát mà là nhện. Dạ là nhện. Đây. Không phải con này. Cứ đưa ra thôi. Mình cũng giới thiệu luôn. Này cũng là nhện nhưng mà nó sống giống như con bò cạp. À. Đây là nhện sống giống như con bò cạp mọi người. Nó là con camel spider, là con nhện lạc đà. Nhện lạc đà. À, camel spider. Thì tụi này gọi sao, tại sao gọi nó là camel spider? Tại vì nó suốt ngày nó chỉ đi trên mặt vậy đó. À. Nó không sợ ai hết. Nó không sợ ai hết. Nó là chùm ở sa mạc luôn. Chùm ở sa mạc. Nó không sợ bò cạp, nó cũng không sợ nhện. Gặp ai nó cũng quất hết. Mà nguyên nhân là nó hiếu chiến hay là độc nó mạnh hay là... Dạ nó hiếu chiến là nó không có độc anh. À nó không có nó độc. Nó không có độc, nó chỉ cắn mình cảm thấy đau nhất thôi. Nó là khá bảnh của côn trùng. Khá bảnh của chân khớp. Mà anh nghe đau nhất anh cũng thấy mệt đúng không? Cũng hơi mệt. Tại vì mình không có thể quay cái cảnh nó săn mồi thôi. Camera có thể zoom được cái phần cái càng của nó.
nó xé mồi rất là tàn bạo. Ừ. Nó là cái con tàn bạo như cái sao. Đó nó đang đào đó, đang đào cái. Thấy chưa, nó dễ. Em nói mà nó gặp anh Nam là nó dễ. Chịu diễn lắm. Chứ nãy giờ anh hay có dấu tích đào mới xuống đây kêu quay phim cái diễn kìa. Đó nó đào các bạn hay không? Trời đất ơi. Tội đào đãi không kìa. Đào khí thế luôn. Rồi chui vô nằm luôn. Đó. Đó nó đẩy lên đó ha. Hôm nay là nó, các bạn nhờ anh bò cạp này nó đãi mắt người xem ha. Anh ơi, bình thường em phải ngồi, em canh, em giống như anh camera, em ngồi em canh rất là lâu. Canh vài tiếng mới được. Có khi canh vài tiếng để được một clip 10-15 giây để đăng cho các bạn xem. Là em phải hả chiêu trò các kiểu là ăn uống, nước nôi, rồi sau đó, rồi nó mới được như vậy. Anh cứ nói thiệt luôn. Bây giờ em giới thiệu tới sát thủ tàng hình của sa mạc. Ok. Rồi cất cái này, mình đẩy cái này qua bên này tên trước đi. Quá là hay luôn. Đây là sát thủ tàng hình của sa mạc ha. Tại sao mình gọi nó là tàng hình? Tại vì bây giờ mình nhìn vô mình không thấy nó luôn. Không thấy nó luôn. Nhưng mà mình thọt tay đồ cái đồ lông đao thôi rồi. Dám thọt tay không? Rồi đây, đợi em chút xíu em kiếm nó. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Khi nào mất không? Trốn mất tiêu luôn. Không, sao mà mất được? Không, ví dụ thôi. Mất là chạy đó. Đó. À. Thấy thì ẩn thân chi thật chưa? Đây là nhện nhện cát anh ha. Nhện cát. Nó có 6 con mắt. 6 con mắt nó thôi. Nó gọi là nhện Shit Eye Sand Spider. Ừ. Là nhện cát 6 mắt. Nói về độc và tố của nó đi. Độc tố của nó là có thể rụng chi mình. Trời đất. Mà có nghĩa là cắn đâu chặt đó. Trời ơi. Cắn ở đâu là phế đó. Dạ, cắn đâu là phế đó. Đáng sợ điều đó. Cho nên đợt trước tụi em bị sổng một lần, tụi em muốn dọn nhà đi luôn. Em nói thiệt. Không, mà đúng thiệt là vậy. Cho nên phải cho nó vào cái tăng, cái chuồng nó kính chắc hơn. Chắn như vậy. Hiện tại nhất. Rồi cuối cùng em kiếm được bé đó không? Đấy. Được. Thì nó đây em. Ở Việt Nam cái size to này ít lắm. À, cái nguồn gốc của bé này là ở đâu em? Dạ, ở Châu Phi luôn anh. Châu Phi. Tụi này chút xíu nữa nó sẽ bắt đầu nó đào. Nó đào, nó đắp cát lên mình, nó mình chịu khó mình ngồi nói chuyện chút xíu mình sẽ thấy cảnh nó đào. Ok em. Em thì giờ em nói chuyện đúng không, anh sẽ hỏi em để em nói nè. Dạ. Cái những cái bé nói chung là bò cạp, nhện này, rắn rít này nè, rất là nhiều người coi như là sợ nó. Dạ rất là. Vậy thì điều gì nó thu hút tụi em? Điều gì khiến cho tụi em phải là mê mẩn nghiên cứu rất là nhiều thứ, thậm chí là tụi này em phải học thuật, phải nói là rất là nhiều luôn á. Dạ đúng rồi. So với những cái dòng mà phổ thông thì tụi này phải nói là rất là nhiều thứ phải học luôn á, phải nó, hiểu nó luôn. Giống như hoa hồng phải có gai đó anh, đúng mà rồi. Nó có gai cho nên nó đẹp. Ừ. Thì cái gì nó càng độc thì tụi em càng thấy nó đẹp. Ừ. Mà tụi em đã thấy đẹp rồi thì tụi em muốn đưa cái sự đẹp đó cho nhiều người biết hơn. Ừ. Đó là cái mục tiêu của tụi em. Ừ. Không, này cũng hay đó anh. Ừ. Giống như em mà tự nhiên hồi xưa kêu em tự nhiên thích á, là em vẫn là người sợ nha. Ừ. Nhưng mà qua cái cách nói chuyện bạn này, xong rồi cách bạn chia sẻ về cái con này làm cho nó, em thấy nó thú vị. Ừ. Cái em tiếp xúc với nó từ từ cái em mới thích. Ừ. Và cảm thấy là tại sao những con vật nó bé nhỏ như vậy mà cái khả năng sinh tồn của nó cao như vậy. Ừ. Khiến em muốn biết về nó. Ừ. Mà mỗi lần mà chồng em mà đọc tên khoa học của mấy con này em tưởng là ổng đang tụng. Ví dụ như Parabuthus đồ, Hotentuta đồ. Trời ơi, em nghe kiểu nó rất là hay. Mà bây giờ em thấy các bạn trẻ cũng đang dần dần khi mà biết và tìm hiểu về con đó, tìm hiểu là toàn là tên khoa học. Ừ. Như vậy thì mình cũng gần với lại quốc tế. Đúng rồi. Chứ không có mấy anh hồi xưa về, em rất là trân trọng mấy anh hồi xưa đem hàng về, nhưng mà mấy anh hay đặt theo tên Việt Nam. LG. Thí dụ như LG. Hoặc là thí dụ như là bò cạp đen. Ừ. Nhưng mà trong khi bò cạp đen là rất là nhiều dòng. Ừ. Bò cạp gỗ cũng rất là nhiều dòng, mà các bạn cứ gọi chung như vậy nhiều khi nói không ấy. Và các bạn của shop em là tìm tới đâu là ra tên khoa học tới đó. Ừ. Lúc xưa cái mục tiêu của tụi em nữa là khi mà lúc mô plan với Discovery, anh em mình chung sở thích. Đúng rồi, em coi rất là nhiều, em coi coi như là tất cả các tập luôn, không có cái nào thiếu em mà không coi hết á. Thì em thấy tại sao người ta làm được vậy, tại sao những cái góc quay này, những cái cảnh này người ta lại quay được, thì người ta phải tìm hiểu nó như thế nào. Thì khi mà lớn rồi em mới biết Việt Nam mình nó cũng rất là đa dạng về động vật, và em muốn là xây dựng một cái Discovery nhỏ hay là Animal Planet nhỏ ở Sài Gòn mình. Quá để cho mọi người qua, để mọi người tìm hiểu tận mắt luôn, chứ không phải là coi qua màn hình nữa. Ừ, quá hay luôn em, tuyệt vời luôn. Dạ. Anh cũng muốn nó mốt cho anh đi chung nhé. Trái đất này là của
Ngày xưa các bạn không có coi, không có, nói chung là coi tivi không à, hồi xưa đâu có ba cái YouTube rồi băng đĩa nhiều như giờ. Thế giới động vật. Thế giới động vật mà phát theo giờ nữa, cho nên là phải canh coi. Cứ coi hụt là phải tìm cái thời gian nó phát lại coi, mà chủ yếu là gì? Discovery, Animal Planet, mà nói chung mấy cái kênh về về động vật rất là hay luôn. Mấy cái bạn nhện cũng vậy, có cái con nhện mà cái con mắt nó đá liền luôn nè. Dạ em có luôn nhưng đó, mà hiện tại là hết. Không, ý anh nói vậy á, thằng Teppy con anh nó cũng khoái coi. Dạ cái đó là nhện nhảy ra, con đó là nhện. Mà lúc anh coi anh cứ hình dung là nó phải bự lắm. Ai mà nó cứ tiêu tiêu. Ồ nó phải dùng, nếu mà điện cái máy quay của mình là quay không nổi đâu. Nó phải có macro. Lên vô mà em còn đi kiếm nó giống gian chân luôn, tại anh dịch tay một cái là thấy nó mất tiêu rồi. Thậm chí là ở trong vườn nhà anh á có những con nhện nó màu vàng nó đu lên đây cũng nhỏ xíu. Dạ đúng rồi, cũng rất là đẹp luôn. Đó là nhện nhảy ra. Anh đó anh nhìn nó rất là đẹp luôn các bạn, hai con mắt nó láo liên đây nè. Việt Nam mình thật sự là một cái bảo tàng về côn trùng luôn. Đúng rồi. Nhưng mà không ai khai thác về cái đề tài đó. Để em nhắc anh tiếp. Thì người ta cũng dắt vợ đi Đà Lạt tới những nơi gọi là chụp hình, chồng em dắt em đi viện bảo tàng sinh học mọi người ạ. Rồi xong đòi chụp hình cưới ở đó luôn. Trời chụp luôn. Vô má. Có chụp luôn. Nhưng quá mà, hay luôn. Nhưng mà Lê Nguyễn Hoàng Hiếu không có dám vô chồng. Dạ, ok dạ. Lê Nguyễn Hoàng Hiếu sợ là chụp hình cho em. Lê Nguyễn Hoàng Hiếu chỉ dám chụp ở ngoài hôm đó. Anh thấy âm khí nó hơi cao. Trong khi là chơi gắn độc á các bạn. Chơi rắn thứ dữ không? Gọi là chuyên gia gắn độc á. Ai đâu. Thật sự mà nói á là mỗi người mỗi gu, ví dụ mình cũng rất là thích bò sát và mấy cái loài độc lạ. Nhưng mà mình nhìn những cái bạn nhện này đó thì mình thấy nó đẹp, ấn tượng. Không, ấn tượng, độc lạ nhưng mà nói về đẹp á thì chưa có cảm nhận được là nó đẹp. Chưa đẹp phải không anh? Em nói về một số con đẹp của cộng đồng cảm thấy đẹp. Ok. Tại vì tụi em chỉ có hả để bé nó hơi nhỏ nhỏ tí. Chiếu trên xuống như vậy. Đây. Đây. Tụi này mình thoải mái anh ha, tại này tụi này không có độc. Đây, ok. Đây hot girl đích bự. Trời ơi, thương mấy đứa nhỏ quá. Ồ nó lột ra cái xác rồi đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi anh. Đây là xác của nó, cần em lấy ra không? Đúng, cho lấy ra cho anh coi với. Đây các bạn, lột ra nguyên cái xác luôn. Đó. Trời ơi. Đây là nguyên cái xác nhện luôn ha. Mình có thể kiểm tra giới tính bằng cách coi cái yếm, phần yếm bên đây anh nha. Ờ. Dạ, nhưng mà bây giờ cái nếu mà nói cụ thể hơn thì em nói sợ mọi người không hiểu. Tại vì nó có mỗi cái đặc tính khác nhau ở khi mà mình coi được cái. À, ví dụ như em nói sơ sơ vài nét ha. Dạ vài nét bây giờ nó cũng bể thôi nè, không nói được luôn. Không, bây giờ không có cần, có nghĩa là lý thuyết thôi, không cần chỉ thực tế vô đây. Ví dụ như con đực thì nó sẽ như thế nào? Cái đó là cái dạng kinh nghiệm cá nhân rồi anh. À, kinh nghiệm dạ, cá nhân. Dạ, kinh nghiệm cá nhân là mình không nói ra được bằng từ ngữ chứ. Rồi bây giờ nếu mà nó lột xác xong rồi mình sẽ lấy ra hay mình để cho nó ăn luôn? Dạ mình thường là em tụi em sẽ lấy ra tụi em sưu tầm. À. Dạ. Mấy cái em nói mà nó dị. Này ha. Tụi này tụi anh có thể cầm được. Nó rất là hiền hòa. Nó có hai dạng nhện. Một là old world, hai là new world. Old world là thế giới cũ, new world là thế giới mới ha. Old world thì những cái con như thế này gọi là old world. Đây. Old world nó sẽ chia ra cái phần lãnh thổ anh, ví dụ như ở châu Phi, ở Nam Phi gọi là Old World, New World là những cái khu vực khác. Thì những cái con Old World nó sẽ dữ hơn. Dữ. Dạ như con này đây. Như con này thì không cầm được ha, nó cắn là mình có thể nhập viện. Rất là đau và độc tố nó có. Còn đây là New World. New World nó không cắn nhưng mà cái chế độ tự vệ của nó sẽ là bắt đầu nó đá lông đít. Đá lông đít. Đá lông đít. Nó đá lông đít khi mà vào tay mình sẽ rất là ngứa. À. Dạ, thì đó là cái tự vệ duy nhất của nó. Anh lại ngứa tai muốn đứng thử. Nói chứ hồi xưa có bạn kia tặng anh một con hùm hay ta, nó gọi là con hùm. Dạ, hùm của Việt Nam mình thấy. Cắn con đào lắm à. Dạ, dữ lắm. Cắn đào dữ à. Nhưng mà không có độc, cắn đào thôi. Phú truyền con này lên tay anh Nam Ngô đi. Hơi ngứa chút xíu, anh có cần để bao tay không? Không, khỏi luôn. Nhưng mà không phải con nào cũng lên tay nha mọi người. Chỉ những con nào hiền hòa mà mới có thể cho lên thôi. Đúng rồi. Tốt. Như bé này là không có độc ha. Nhưng mà nó. Nhưng mà ngứa nha anh ngứa. Ơi. Mình có thấy nó bắn lông đít được không ta? Dạ có thấy. Có anh. Anh thấy ra cái sợi lông đít luôn. Xong rồi hồi nó bị hói đít á. Hói hói đít à, nó bắn hết rồi. Xong nó sẽ hói đít. Rất là đẹp ha các bạn ha. À, anh mà thấy cái đít nó tròn chỉnh mà còn được đẹp vậy là chứng tỏ là nó đang an toàn với cái khu vực nó ở. Cái đít nó vẫn còn đẹp. Đây nó chưa bạn. Có đá lông nhiều.
Từng cái chân nó có lông ha, nó có 1, 2, 3, 4, 5 đốt, mỗi chân nó có 5 đốt. Nó lại nghe lời anh lo, anh em nữa kìa, anh thấy không? Hồi nãy nó trong tăng. Nó có những cái chân đỏ nè. Là bắn lông đít là bắn chỗ này hả ta? Dạ, đúng rồi. Nó bắn nó dính vô da mình luôn. Đúng, dính vô da. Là mình, gây ngứa luôn. Mình rửa, yes. Mình rửa không hết được, mình rửa phải 2-3 lần hoặc là mình lấy lửa mình hơ. Lửa hơ. Là như đốt lông đít nó luôn. Dạ đúng. Dạ. Rất là ngoan hả? Đẹp quá. Đẹp ghê. Mà hồi đó anh nuôi con hầm kia nó nhoi lắm, chứ nó không có đầm như bạn này đâu. Dạ đúng rồi, tại vì nó thuộc dạng quỷ yêu mà cắn ác lắm. Rồi nó cắn anh cũng thốn lắm. Dạ thốn. Dạ tùy tính cách từng bé đó. Con này cũng cắn nhưng mà ít khi nó cắn lắm. Lát có con bé vô tốc ma tốc độ cho anh. Bé này là lớn nhất chưa ta? Dạ chưa đâu anh, size này mới size nhỏ thôi. Size chung chung rồi đó. Nó còn bự nữa. Bự gấp đôi vậy nữa anh. Và size slim của tụi em bán là tính theo kích thước là 1 cm, 2 cm, 3 cm. Không tới 1 cm nữa. Là nó sẽ bé, nó nếu như mà còn nhỏ phải là người có kiến thức nhìn vô thì mới phân biệt được tụi nó. Còn không thôi là thấy nó là một con nhỏ mồi. Trong suốt nào. Tại lúc nhỏ là... lúc nhỏ nó y chang nhau. Nó y chang nhau. Lớn bắt đầu nó lột xác ra, nó sẽ ra những cái đúng cái mợp của nó, gọi là cái màu của nó chứ không phải mợp nữa. Cái màu đen nó như là cái miếng gọi là dải nhung đó các bạn, tại nó có lông lông á, cho nên là đen rất là đậm và nó có lông lông, nhìn nó như miếng dải nhung nha. Nhìn khá là mượt luôn á. Dạ. Rất là mượt. Đây là mình gọi là tarantula anh ha. Tarantula. Còn cái bé này là true spider, nó cũng là nhện nhưng mà nó là nhện thiệt. Nó phải là nhện thiệt. Tarantula được xem là không phải là nhện thiệt. À. Nó là tarantula. Nó không phải là tarantula mà nó là tarantula. Nó không phải là spider. Được xem là spider. Nó không được xem spider. Thì có nghĩa là spider là nhện, còn cái này là nó tarantula. Là tarantula. Nó đó. Giống nhện thôi nhưng mà nó không được coi là giống như là con đó, chó với con mèo vậy đó. Giống như Việt Nam mình hay cái gì cũng lôi lại là thành tiếng Việt đó là cùng là nhện nhưng mà nó không phải, con hồi nãy gọi là nhện cát luôn nhưng trong khi nó là một dòng khác nữa, nó cũng không phải. Có nghĩa là thấy cái form nó có cái đít này, mấy cái chân này gọi là nhện thôi, kiểu dạ, vậy đúng không? Giống vậy là kêu nhện hết. Mà thực sự là nó khác. Nó là tarantula. Ok, anh cứ chơi vô. Dạ. Rồi cho nó bò vô nha. Nó thương quá, nó không chịu bỏ ra luôn. Đó. Rất là dễ thương không? Anh không nhớ, chắc da anh vậy á. Nó kêu anh, nó không có đá. Nó thấy anh dễ thương không đá. Con này anh có thể cầm được luôn. Đó, con này cũng đẹp nè. Cho anh. Không hả? Con này nó dữ hả? Con cắn bựa mà. Ủa, nó dữ rồi hả? Không, bình thường là... Bình thường nó hiền lắm. Ê, con này em hay gọi... Con này nó đặc biệt, nó đen thùi lùi luôn các bạn. Cái này là đúng trái sai luôn á. Ừ, đúng rồi, đúng trái sai á. Nhung á. Dạ. Tụi em đặt tên cho nó, con này là dê chó. Dê chó. Dê chó. Anh thấy người ta là chân dài không? Chân nó có một khúc. À. Nó người ta là thơm thon thả rồi đít cân đối đúng không? Đít nó bự chà bá. Nuôi thì cũng rất dễ luôn anh. Nuôi mình sẽ nuôi gần giống như bò cạp nhưng mà cái độ ẩm mình sẽ tăng cao hơn. À, nó cần ẩm cao hơn. Dạ, nó cần cảm ẩm cao hơn. Ví dụ như 3 ngày mình xịt nửa tăng một lần. Lúc nào tụi em cũng xịt nửa tăng, không bao giờ xịt hết. Xịt hết thì cái độ ẩm nó lên cao rất là cao, rồi khi mà gặp nóng nó sẽ bị hầm, đúng sẽ rồi. Chết con bé của mình. Mình chỉ xịt nửa tăng thôi và 3 ngày mình xịt một lần. Và tụi này cũng vậy, ăn một tuần một lần luôn. Sâu dế chán. Dầu dế chán. Dạ. Ủa những cái con mà nó nhỏ xíu như vậy thì mình mà nãy em nói là nó sẽ ăn những cái con mồi nó vừa cái miệng với nó. Dạ. Thì nó đã nhỏ xíu vậy thì cái miệng nó còn nhỏ xíu hơn nữa thì mình cho ăn sâu gạo anh. Sâu gạo hả? Nó nuốt mà anh. Nó đâu có cắn đâu, nó nuốt từ bên trong. À, đầu tiên nó kẹp xong rồi nó tiêm cho mềm, xong rồi nó nuốt cái dịch tới bên trong ra. Tụi này nó cắn luôn, tụi này nó cắn thẳng vô luôn chứ nó không có tiêm, tại nó không có. À, nó cắn thẳng. Con nhện thì không có tiêm. Cắn thẳng luôn. Vết cắn bay. Này, con này là rất là đẹp nhưng mà em cũng biết tính. Không, đừng mở, con này đừng mở. Con này đừng mở, con này là điên nhưng... kinh. Nhanh lắm mà. Đó, em nói tốc độ. Ma tốc độ á. Ma tốc độ. Đây mở cho. Đó. Thái độ điềm tĩnh nhất có thể. Đây là chuyên gia. Xin mời bạn chuyên gia thể hiện. Đó, rồi. Anh hiểu tại sao em không sợ không anh? Tại sao? Tại em có những chuyên gia đâu, bên đâu, cạnh. Đâu. Chính xác. Mình không chạm nha anh nha, mình không chạm. Nhưng mà con ếch mỗi lần em chụp hình nó vẫn nhảy mặt em nha. Con này thì mấy bạn điều khiển được. Em cái còn cái vấn đề mà nó hình thành cái tơ này nó là như thế nào ta? Là khi mà nó cảm thấy
cái khu vực sống của nó đang rất là an toàn, rất là thích hợp cho cái việc sinh sống của nó. Nó sẽ bắt đầu nhả tơ. Những con nào nhả tơ anh sẽ thấy là nó đang rất là thoải mái với cái môi trường này. Nên nó sẽ nhả tơ ra để bảo vệ cái khu vực của nó ở. Riêng cái dòng này, riêng cái dòng ma tốc độ này, nếu như anh xịt ẩm vào tơ của nó giận. Nó giận, nó bỏ luôn, nó bỏ, nó dẹp tơ hết qua một bên luôn, nó chui vô góc nằm. Trừ khi nào mình sẽ chuyển nó qua một cái tăng khác, một cái hộp nuôi khác thì nó sẽ bắt đầu ok hơn, thì nó sẽ giăng tơ tiếp. Dễ dẫn quá. Bình thường tụi em muốn cho nó cấp ẩm cho nó thì sẽ dùng cái ống này. Nhiễu đúng gốc thôi chứ không có xịt gọi là phun sương như đây, đúng không? Cái mền anh ướt anh không ngủ được, anh khó chịu. Đúng rồi. Nó ghét ẩm lắm. Có nghĩa là khi mà nó văn thơ là một giống như nó làm tổ ha. Nó phải thấy nơi đó thật sự an toàn thì nó mới làm ra như vậy. Nếu vậy nhà ai mà có mạng nhện rồi chứng tỏ là nhà đó ok. Nhà đó ok anh. Nhà đó ngon á, rồi ấm cúng rồi này nọ đó. Nhà lành là có tơ nhện đó, nó là chim đậu đó. Đúng rồi. Có mũi nhiều quá. Rồi nó có liên cái việc nhả tơ này, nó ngoài có nghĩa là cái mục đích của cái việc nhả tơ này là gì ta? Ví dụ như sinh sản hay là bắt mồi? Bắt mồi hả? Bắt mồi là thứ nhất. Thứ hai nữa là bảo vệ nó. Có những con á có thể là cả đời nó không văng tơ, ví dụ như con này với con này. Dạ, nhưng mà khi mà nó lột nó sẽ văng một cái lớp tơ mỏng để che chở nó ở đây để bảo vệ nó. Ví dụ như con nào muốn tấn công nó thì vô bước qua cái tơ của tao trước này, dướng lại. Dạ, dướng lại thì nó sẽ lột ở cái thời điểm đó. Hay ha. Em vô nhả tơ Thôi cái đó thì nó hơi học thuật quá, mình không nói. Đâu, em nói đi. Mời bạn chuyên gia nói. Thì con Owok là những con này nó sẽ nhả tơ nhiều hơn. Tại vì nó sống ở thường là New World là khu Owok là khu cụ thế giới là châu Âu với lại châu Phi. Thì nó sẽ có nhiều loài săn nó hơn. Vậy tụi này sẽ độc mạnh hơn tụi New World. Owok sẽ độc mạnh hơn New World. Chứ bọn này không có đá lồng được. Không đá lồng. Mà chỉ cắn thôi. Chỉ cắn thôi. Tụi này đặc biệt là đào hang nhiều. Đào hang. Nó dăng tơ dày hơn. Còn những con New World sẽ có chào đá lông nữa. Nó chỉ dăng một lớp tơ mỏng, thật là mỏng, không có thấy được luôn. Dưới cái nền để nó săn mồi. Và đi ngang là sẽ dướng, dướng bẫy vô đó ha. Nó lao nó chụp rồi. Tụi này trong tự nhiên nó sẽ săn mồi vậy ta, cũng là dế là dán. Đúng rồi, và nó sẽ nằm, nó nằm dưới hang anh. Nó nằm dưới hang và nó dăng bẫy để nó chờ sẵn. Hoặc nó săn những con nhện khác. Con nhện khác luôn. Dạ. Nó tính lãnh thổ rất cao, con nhện khác vào khu vực nó là nó tấn công. Cho nên tụi ở đây tụi em nuôi riêng hết, không có nuôi chung. Thì em thấy đại đa số bò cạp rồi nãy là loài nào rồi ớt rồi nhện đều là có tính lãnh thổ rất cao hết. Dạ đúng rồi. Hiện tại là mình đang nói về những con là sống độc lập, sống riêng rẻ hết. Mình sẽ nói về những con có những chung. Con bay đàn. Dạ, những con sống bay đàn. Là tại sao có con vậy, còn có con không vậy? Và nó là bò cặp nhiệt đới lại. Dạ, tất cả đều là nhện nhiệt đới hết. Trừ con OBT. Con này con gì cũng đẹp quá nè. Dạ, nó là nhện cây anh. Nhà mình chia ra hai loại nữa, nhện đất và nhện cây. Nhện đất nó sẽ sống dưới đất, không nhện cây sống trên cây. Dạ, nhưng mà thường nhện cây á, chân của nó sẽ dài hơn và màu của nó sẽ sặc sỡ hơn. Nó giả dạng thành hoa để thu hút mấy con khác. Thôi được rồi, được rồi. Con này là nhện cây ha em. Dạ. Nhện cây và tụi cây này nó luôn giữ và nó luôn nhanh. Cây thì sẽ giữ hơn đất và luôn nhanh. Nó cũng làm tơ đồ y chang. Nó cũng tơ, nó tơ thậm chí nhiều hơn đất. Tại vì con này là tính ra là so với kích thước của nó là cái chuồng này nó hơi nhỏ. Nếu mà anh đủ được một cái chuồng to là nó sẽ văng tơ. Hồi đợt em có con bé hả, nó văng mà văng ngay cái cửa em không mở ra được luôn. Em xin nó chụp hình tắm thôi mà nó khó dễ. Nó văng ngay cái cửa này không, nó cứng ngắc không mở ra được. Cứng ngắc luôn. Nó đúng khó chịu luôn á. Đẹp gái mà tính. Con này là con này là con đực. Ở Tarantula, ở Tarantula thì đực nó lúc nào nó cũng là đẹp hơn cái, nhưng mà nó nhỏ hơn con cái. Con cái to hơn nhiều, con cái to có khi là gấp rưỡi. Và cái tuổi thọ của con cái nó gấp 3 lần con đực. Ví dụ như con đực sống được 3 năm thì con cái sống được 10 năm. Lý do tại sao nè? Tại vì mấy con đực nó phải đi làm lao công, công nhân đồ, tuổi thọ nó thấp. Chưa kể là sinh sản ngoài tự nhiên á, là con nhện
cái nó sẽ ăn con đực để nó có chất dinh dưỡng, nó nuôi bào thai. Cho nên nó sẽ là con đực nó sẽ bị con cái nó ăn, đúng không? Vậy mà mấy ông mà lâu lâu bị vợ chửi có mấy câu làm thấy ghê, đúng nó rồi, thấy con cảnh đâu nó nhai xương luôn á. Lúc đi làm đâu có thấy cảnh đó, vợ đâu có thấy cảnh đó. Mấy ông là lâu lâu về vợ chửi có mấy câu là mình là mấy hiến thân sát đúng nghĩa nha. Này nó lấy trái tim cho em này, không anh nguyên body anh luôn, ngay xương đi em. Hay quá ha, là mình tổng hợp về nhà như vậy. Để anh tính hỏi câu gì nè. Tụi nó đẻ một lần được nhiều con không ta? Dạ rất nhiều anh, khoảng vài trăm con. Vài trăm. Nó luôn rồi. Nó đẻ ra một cái bọc trứng, ở trong bọc trứng nó sẽ có những cái trứng của con nhện. Sau khi nở ra nó khoảng được, đợt vừa rồi em có nở một lô là khoảng 400 con. Dạ. Là em có làm sinh sản dòng bò cạp với lại dòng nhện luôn? Dạ, nhện thì thỉnh thoảng, bò cạp thì thường xuyên. Thường xuyên. Đó là tình yêu thương của mẹ thiên nhiên dành cho tụi em không hề ép luôn á. Dạ, cứ thấy tự nhiên có thấy một cặp được cái thì tới mùa thì tụi em bỏ vô thử rồi nó đó. Nó làm việc với nhau một chút rồi sinh sản luôn. Không, cái điều đó nó chứng tỏ là chúng ta đã set up một cái môi trường sống cho nó rất là tốt. Dạ. Rồi nó cảm thấy thật sự là thoải mái thì những cái gọi là những cái vấn đề về bản năng sinh sản duy trì nội giống là nó sẽ diễn ra thôi, chứ còn môi trường sống mà tệ quá thì lo nằm thở không biết sống nổi không. Nhưng mà cũng tùy bé, tại vì không phải lúc nào cũng may mắn có được một cái cặp mà nó ưng ý với nhau. Nếu mà không ưng ý nhiều khi nó vô nó đánh lộn mà nó ăn thịt nhau, coi như là em đứt vốn á. Mấy con này thì nó thuộc dạng một cái kiểu thú cưng là dễ nuôi. Khi mà anh set up sai cho nó, ok nó vẫn sống được, sống tốt, nó không sinh sản thôi. Thì một số người người ta set up đúng thì nó sinh sản tốt nè, nó đẹp, body nó ngon lành, các kiểu nó săn mồi mạnh dạn, thì nó những cái con mà set up sai cái kiểu nó đang tồn tại thôi, tồn tại còn mấy con còn lại nó đang sống. Kiểu vậy thì cố gắng tồn tại giống thôi, giống như anh là đang sống thì sống với đam mê mình đó. Giống anh Nam cũng vậy, có nghĩa là đó bạn, nói chung là cái sức khỏe của nó thì cũng tương đối là ok, đúng không? Nó không quá mong manh. Nếu mà chúng ta set up sai thì nó sẽ nằm nó thở oxy thôi chứ nó không có bung lụa đẹp. Còn chúng ta set up đúng thì ra rồi nhảy múa rồi quay cuồng, đúng không? Rất là năng động, hít đất đồ này nọ thứ. Đất cái kiểu. Đây là một cái chuồng mà bé tự xây, đây là kiến trúc sư. Bạn xây một cái chuồng mà theo ý của bạn. Để kiếm bạn coi. Đây, bạn bên đây, bạn bên đây. Bạn này tên là ruộng bí ngô nha. Bí ngô á anh, tại ngô. Vì nó là pumpkin pop, nó nên là trái bí. Cũng ma tốc độ nha anh em. Ma tốc độ luôn. Em không dám mở nhỏ này ra. Này nó mình quay mình chỉ thấy hơi hơi thôi đúng không? À rồi thấy cái đít nó nè. Nè nó đít rất là ok. Cool quá. Mỗi lần mà em chụp hình á là hình thường của shop á mà em đăng fanpage á, phần lớn là của tụi em. Chỉ có những cái reorder là em buộc phải lấy ảnh nước ngoài. Thì những bé mà nhỏ nhỏ để em chụp á là phải nguyên đội ngũ phía sau á sẵn sàng và em cấm tụi nó nói chuyện luôn. Tại vì mấy đứa này nó nhạy với âm thanh lắm. Không được mở cửa đi ra với em luôn á. Tại vì mở ra cái nó hết hồn, nó chạy, trời ơi em biết nó nhỏ xíu mà nó chạy là nó tàn hình luôn. Đúng rồi. Nhờ nó sợ âm thanh lớn với lại ánh sáng á. Sao âm thanh lớn và ánh sáng. Mà em khi em chụp hình là buộc em phải có ánh sáng rồi. Thì các bạn phải không được nói chuyện quá lớn và không được rớt đồ nó cửa. Tiếng mở cửa đối với mình là nhẹ nhưng đối với nó rất là lớn. Hết hồn nó luôn á. Nó hết hồn luôn á. Em chụp nó rất mà em hiểu cái tính nó luôn á. Hay quá các bạn. Thật ra nói về chơi pet á thì ngoài là đam mê những cái nét đẹp bên ngoài về cái cách chăm sóc á, thì cái điều mà bản thân anh á và nãy giờ nghe chia sẻ của mọi người á là hiểu cái hành vi của nó, hiểu cái đặc tính của nó, con nào nó thích cái gì, rồi nó hành xử như vậy là nó đang ổn hay không ổn, nó đang muốn làm cái gì tiếp theo. Đó. Thì bên Ego cũng vậy á, anh nói chung anh nhìn vô cặp mắt đó là anh biết tao mà vô là mày dứt tao liền á. Còn lúc nào mà mình vô mình thấy nó ok, hiền, chịu thương, chịu khó rồi là được. Có nhiều bạn không có kinh nghiệm, cứ vô cái ào cái nó quất một cái phập một cái rồi đi mai. Thì cái hành vi của mỗi loài vật là nó rất là hay luôn. Cái thứ hai nữa là các bạn thấy nãy giờ là đây giống như là những cái kiến trúc sư của nó, và nó xây được cái tổ, những kiến trúc sư tự nhiên ha, nó xây những cái mạng lưới, nó làm những cái bẫy để mà chống chọi với kẻ thù. Trời ơi, cái này cũng quá đẹp luôn. Đó, những cái mạng nhện như thế này nè. Đối với mình thì mình thấy nó là bê bối, nhưng mà đối với tụi nó là anh nhìn kỹ đi, nó có đường nó đi thông qua đúng, hết đúng. Nó có đường vô đường ra hết luôn anh. Rất là hay luôn các bạn.
Và đối với mình thì mình thấy mong manh, nhưng mà những nhà khoa học người ta đã nhìn ra rồi là tên nhện là chắc nhất thế giới, nên người ta mới làm áo chống đạn là tên nhện. Áo chống đạn từ tên nhện luôn. Muốn làm thôi chứ chưa làm được. Muốn làm thôi, không có đủ tài nguyên để làm. Ok. Đẹp bao nhiêu con nhện. Nhưng mà anh nghĩ chắc chuyện này trong tương lai sẽ là ok thôi. Nhưng mà nó rất là chắc luôn á. Chắc tới lúc người ta cần tên nhện, người ta cũng qua liên hệ em. Nguyên liên hệ em, cung cấp nguyên liệu luôn. Chứ anh nghĩ đi, có sợi dây rất là mỏng manh mà con nhện nó đu xuống rồi nó tha con mồi lên mà cái cọng tơ đó nó không bị đứt thì anh thấy không, nó rất là chắc. Cho nên đúng rồi, tuyệt tác của chị. Nãy giờ anh quên hỏi, ở đây có con nhện nào mà cắn vô thành Spiderman luôn không? Thật sự là có. Có luôn hả? Ghê vậy. Cái trong phim đó, cái con đó tên là Black Widow. Black Widow gọi là góa phụ đen. Thì cũng nói thêm về cái con góa phụ đen này, nó rất là hay. Vì khi mà sinh sản ra, cái con đực và con cái lúc nhỏ nó sẽ phối với nhau luôn. Vừa ngay đẹp, từ nhỏ luôn. Dạ, ngay từ luôn. Nhỏ luôn. Và sau khi phối, con cái ăn con đực liền luôn. Cho nên vì sao cái tên của nó là góa phụ đen là như vậy. Là mất từ lúc mới sinh ra. Cái tinh trùng đó nó giữ vào ở trong người đến lúc lớn, tuổi trưởng thành bắt đầu nó sẽ sinh sản. Rồi thôi. Vì cho nên như vậy, khi mà anh thấy bất kỳ một con góa phụ đen nào ở tự nhiên, hay là bất kỳ một cái shop nào hay là cá nhân nào đang giữ một con đó, thì chắc chắn 100% nó có bầu. Rồi thôi. Dạ. Là nó đã có bầu rồi. Quá là hay luôn các bạn. Thật sự mà nói là được nói chuyện với những anh em mà chuyên ngành từng cái như vậy là bản thân mình cảm giác rất là sướng luôn á. Vậy đang coi Thế Giới Động Vật mà phiên bản live action. Nhưng mà Thế Giới Động Vật thì đôi khi là nó mạnh về mặt hình ảnh chứ nó không mạnh về mặt thông tin. Thì mình coi nó mình thấy rất là nhiều hình ảnh đẹp, những cái hành vi của nó. Nhiều khi anh cũng đặt câu hỏi là tại sao nó có thể quay được những cái thước phim đúng rồi. Mấy người nói là cung phu dữ lắm. Hay dữ vậy trời. Thì bây giờ mình đã những cái thước phim đó nó nằm trong đầu mình là một người đam mê, thì bây giờ được nói chuyện với các bạn, được hiểu thêm về những cái nguyên nhân tại sao nó lại vậy càng hay hơn nữa. Chúng ta là một con người ha, chúng ta sống đẻ ra coi như là ngu ngơ bập bẹ, tới năm 18 tuổi mới bắt đầu yêu đương cưới vợ rồi mới đầu gọi là duy trì nòi giống, trong khi là đối với con nhện mà góa phụ đen gì Hiếu mới chiều mới chia sẻ đó, vừa đẻ ra là nó đã giao phối với nhau rồi. Dạ đúng rồi. Mới đẻ ra là giao phối với nhau rồi. Xong rồi sau đó con đực nó nha, con cái nó ăn luôn con đực, coi như là giết mày luôn. Dạ, giết con vợ thầm thịt mày luôn. Xong rồi nó cái tinh trùng nó sẽ lưu lại trong cơ thể, khi nó lớn nó trưởng thành là bắt đầu nó sẽ mang bầu và sinh sản. Dạ đúng rồi. Cái đó là một cái cách nó duy trì nòi giống trong một cái trái đất coi như là quá nhiều cái thiên địch cũng như là quá nhiều cái biến động như vậy. Dạ. Chứ còn không là tuyệt chủng hết luôn. Phải nói là cực kỳ hay luôn các bạn. Thật sự là tụi em có rất là nhiều luôn. Tại vì đợt em sinh sản nó ra cũng là vài ngàn con. Cũng may mắn là có được đứa về, xong rồi đứa đó có bầu mà ngay đợt nó đẻ. Rồi. Dạ vài ngàn con thì sau khi vài ngàn con đó một thời gian chăm sóc thì chỉ còn có khoảng 5 con thôi. Có nghĩa là anh cũng có để ý một cái điều này, có nghĩa là những con nào mà nó đẻ nhiều thì nó sẽ dễ chết. Dạ đúng rồi. Cái kiểu nó là với lại nó phối nhau nó ăn nhau nữa. Nó phối nhau nữa. Nhiều khi hai con cái lại ăn nhau nữa. Đó. Thì con đó nó độc cao nha. Độc cao. Con nó biến thành Spider-Man đó. Nhưng mà mình chắc là mình biến thành biến thành cốt á. Ngồi hổng cốt rồi. Cổ không khuyến khích là thọc tay vô cho chết luôn nha. Đại loại là nói chung là các bạn không có nên đối với những cái dòng nào mà có độc thì các bạn không có nên sử dụng tay mà phải có cái đồ lông đao. Đồ lông đao. Đây đồ lông đao nhỏ. Này là dành cho những bạn nhỏ. Hoặc là cái gì đó, nếu mà bên chăn rắn á, thì các bạn phải có những cái cây hút ha. Chứ các bạn hút đâu rồi ta? Đây cây hút là cây này nè, để cho Phú giới thiệu với các bạn nè. Đây, khi mà các bạn đó muốn tìm hiểu về con gì, tốt nhất là phải tìm hiểu thông tin trên mạng đó. Mà đặc biệt là khi mua ở HT thì các bạn sẽ được những quyển sách. Thì giống hồi nãy là anh có giới thiệu rồi, là trong đó sẽ bao gồm chuồng nuôi, kích thước, nhiệt độ, thức ăn cho như thế nào, chung là tất tần tật mọi thứ, đặc biệt là xử lý vết thương. Thu nhấn mạnh là các bạn nên coi cái trang xử trí vết thương, đừng đợi tới lúc bị cắn mới dở ra coi. Đúng hãy rồi. Coi trước để mình chuẩn bị các vật dụng cần thiết có tại nhà, và nên lưu số y tế, dù bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng phải có số y tế với công an ở nhà. Khi mà các bạn coi trước, nắm được một số thông tin cơ bản, có sự chuẩn bị trước á, thì nếu mà cái chuyện xua đuổi nó xảy ra, các bạn sẽ giữ được bình tĩnh phần nào đó và hướng xử lý tốt nhất. Còn không để quýnh quán là không có. Nhưng mà anh thấy em làm mấy cuốn này đẹp quá, chắc là cái này mua mà gọi là sưu tầm luôn cũng được á.
Thì đó, lúc mà em làm ra xong rồi mấy đứa nhỏ hả? Chị giờ em không mua nhưng mà em thích sách đó, chị có bán không? Nhưng mà thì là tự nhiên không bán. Rồi đây cũng là một chiếc. Hello em Hải. Bạn này là Lái Thanh Hỷ, Lý Thanh Hải. Bạn này là chuyên về rắn bên em, cùng với anh Hiếu. Ok, quá xe. Hay luôn. Hải thì quá gần rồi. Dạ đây. Anh em mình giao lưu khi rồi. Khi mà em nói hồi xưa chồng em lúc mà chơi á, ổng đi mua mấy cái hộp về, mấy hộp đồ ăn này xong ổng lấy gì đục em không, ổng lấy cái hàng ổng đục. Rồi em nói cái mùi em nghe lên muốn bể đầu, nó nhức đầu lắm. Cái ngày khoảnh khắc đầu tiên mà ổng kiếm ra được cái chỗ mà bán mấy cái hộp mà có lỗ lỗ rồi nè, ổng mừng mà như đứa trẻ luôn. Lúc đó là anh chưa có chơi, chưa có phải là shop. Anh nói là nếu mà sau này anh bán, anh sẽ mong muốn là tìm những cái vật dụng chơi như vậy để cho một khi mà anh muốn người ta được chơi là đã có đủ trọn bộ rồi. Cho nên là mới sau này khi mà làm tất cả những thứ này là em đều tặng kèm hết, tặng kèm hết, không có tính tiền. Thí dụ như đối với bọ cạp sa mạc á, thì là anh sẽ là tặng đớp. Còn đối với là tặng cá. Sa mạc tặng cá. Còn đối với lại nhiệt đới với lại nhộm nó là sẽ tặng đất. Và cũng một lần nữa là đất là cũng do công thức là của shop em luôn. Hay quá. Dạ. Là cũng ngu dại vài lần, chết rất nhiều con và cũng bị ẩm mốc và nó hư. Thì tụi em ra được cái công thức mà nó phù hợp với tất cả các con. Nói chung nói đi em. Thì được tặng. Nhưng là mình chơi này thì học phí cũng nhiều. Thì đó rồi. Đó anh cũng biết. Rồi trang trí nè, để hang chú cho mấy bé. Là khi mua bên tụi em là sẽ tặng có nhiếp ống nổ, phải không? Ống là giống như hồi nãy em nói, để bơm nước nó giọt. Chứ nhiều bạn á thấy thương lắm. Em không có ống nhỏ giọt, em phải làm sao? Không lẽ đi mua bình xịt tóc á. Xịt tóc để xịt. Hồi xưa chồng em vậy đó. Rồi còn cái nhíp nữa, nhưng mà hôm nay là nhíp. Đây là cố gắng bổ sung một đủ bộ cho mọi người dễ chơi, chứ không phải là tụi em đang quảng cáo hay gì hết. Anh hiểu. Em đang cố gắng để an toàn đúng cho rồi. Mọi người. Và mọi thứ nó đúng cái tiêu chuẩn, đúng cái quy chuẩn luôn. Nó phải đúng cái quy chuẩn như vậy. Bình thường là có nhíp nữa, nhưng mà tại hôm nay em nhíp hết hàng ở nhíp này, nhíp tỉ cây của em chở đến nào lấy. Mấy cái này là em mua cái hộp không về rồi em đục lỗ hay là nó? Dạ không anh, cái này là nó làm có xưởng á. À, có xưởng làm sao? Có xưởng mình nhập thùng nhập kiện về. Của nước ngoài bây giờ người ta chơi mấy cái này rất là nhiều. Cái này người ta công nghiệp hóa, giờ ở Việt Nam chưa kiếm được người sản xuất ra được vậy. Cái hộp nó vừa chắc chắn mà nó lại đúng mong muốn của mình, có lỗ thoát. Sao giống như em quảng cáo vậy, nhưng mà em thích thiệt mọi người. Không, thật sự là rất là thích luôn, anh còn tính nói thế này nữa nè. Em thích thiệt, ví dụ như đâu có mở hết hộp đâu, mở đúng rồi. Rồi xong rồi có chén nước, nói chung là nó thật ra những cái này thì nó anh nghĩ nó rất là đơn giản để sản xuất thôi, chẳng qua là cái nhu cầu của thị trường mình nó ít quá cho nên là không ai làm thôi. Đâu ai đặt. Các bạn có một cái như này, anh em chơi đam mê tìm hiểu thì đầu tiên sẽ sử dụng, mình đang kể câu chuyện của mình, sẽ sử dụng những cái sản phẩm của nước ngoài. Tuy nhiên á, những cái sản phẩm nước ngoài á không phải là nó sẽ hoàn hảo đâu. Đôi khi về cái thị trường mình nó cũng sẽ có những cái bất cập, có những cái khó khăn. Thì bản thân mình đi, ví dụ như mình lúc trước mình xài Repco. Nói về đồ ăn của Igu á, thì mình lúc trước anh cho nó ăn rep khô. Nhưng mà anh thấy nó thật sự là nó không có hiệu quả, nó không có đủ cái sức của Igu, nó bung. Thì tại vì cái thời tiết của Việt Nam mình nó nắng nhiều hơn, ẩm cao hơn, coi Igu nó phát triển mạnh hơn. Thì cái rep khô nó, cái hàm lượng dinh dưỡng trong đó nó không có đạt, nó không có đủ sức bung. Thì anh mới làm ra cái rep, thì nó ok hơn cho cái thị trường của mình. Thì mình nghĩ đây là một cái điều rất là đáng quan ngân. Những anh em nào mà có dày công nghiên cứu trải nghiệm và đạt được cái hiệu quả tốt á, thì ra cái sản phẩm, ra cái thương mại thị trường á, thì nó rất là ok. Từ cái giá thành cho tới cái hiệu quả của nó thì anh em nên ủng hộ, và mình cũng rất là hoan nghênh cái điều này luôn. Chứ không phải là cứ gọi là mê đồ tay, cứ đụng vô tay gua cái gì đó. Thì thật sự có những cái nhỏ nhỏ, tất nhiên là nước ngoài nó đi trước mình, những cái nào mà gọi là nó chuyên sâu cao cấp chút xíu thì mình vẫn sử dụng để mình học hỏi, nhưng mà còn những cái cơ bản như thế này thì không nên quá lệ thuộc vào cái nguồn nước ngoài. Dạ đúng rồi. Mình cái nên chủ động của mình. Giống như là cái đất, cho anh mượn cái bịch đất chứ. Giống bình như thường em có bao bì luôn á, cái này là đất tặng, thường là đất tặng. Giống như là cái gói đất này của bên HT Sotic coi như là phát triển ra ha. Thì cái này nó có cái công dụng gì em, và nó coi như là nó ưu điểm gì, và cái nó phòng chống được những cái loại đất, nó khác gì cái đất bình thường? Dạ thì cái công dụng của cái đất này nó sẽ giữ ẩm và thoát ẩm tốt nhất cho cái tăng của mình, cho cái chuồng nuôi của mình.
Vì khi ở thị trường bây giờ á, người ta đang nuôi nó bằng tất cả các bét, người ta nuôi bằng mùng dừa. Thì cái mùng dừa á, nó giữ ẩm rất là tốt anh. Nó giữ ẩm tốt hơn cái loại này của em nhiều, nhưng nó không có thoát ẩm được. Xin lỗi cái shop bán mùng dừa đó. Đó thì là lý do tại sao em phát triển ra cái loại đất này. Và cái đất này nó có vi sinh. Nó sẽ hỗ trợ cho những con cần lột xác như thế này nè. Dạ, nó sẽ hỗ trợ và nó không bị mai. Không bị cái con ký sinh trên người. Khi mà anh bỏ nhiều ẩm quá cũng không ảnh hưởng, tại vì nó thoát ẩm rất là tốt. Còn mùng dừa hay là những cái chất nền khác, khi mình bỏ nhiều ẩm vô nó sẽ bắt đầu trữ ẩm ở dưới đó, rồi nó sinh ra cái con ký sinh đó, vi khuẩn, làm cho cái con bét của mình bị bệnh. À, cái con vi khuẩn đó nó nắm ký sinh, nó cắn nó ngứa. Nó cũng giống như con rết hồi nãy tụi em nói, nó ra những cái đốm mà nó từ từ nó hoại tử. Từ những cái vết thương nhỏ rồi nó hoại tử làm nó rụng chân rụng đồ luôn đúng không? Đặc biệt là lúc anh thấy cái mùng dừa khi mà mình xịt ẩm cho nó đó một thời gian nó bãi à. Dạ. Nó không có thoát nước mà nó bãi, nó phân hủy lại luôn. Nó phân hủy. Đúng rồi, nó nghĩ cái đó là nó phân hủy, còn cái loại này là đất cho nên không phân hủy. Hay quá. Đó các bạn, những cái sản phẩm đơn giản như thế này nó phù hợp với thị trường thì mình sử dụng thôi. Nhưng mà cái này các bạn được tặng free khi mua nhờ anh tại HT. Cái này là tụi em muốn là các bạn được trải nghiệm đầy đủ khi mà mua về, là các bạn không phải là chỉ cầm có cái ống nghiệm nó nhỏ xíu vậy. Các bạn đưa nguyên một bộ về, các bạn đọc sách, nghiên cứu và được trải nghiệm cái sự chăm sóc nó như thế nào. Mình hiểu được cái tâm ý của shop luôn á. Có nghĩa là tâm ý của shop là muốn các bạn khi về là có đầy đủ dụng cụ để mình tương tác đúng cách. Thì từ những cái bước đầu tiên nó đúng cách á, thì khi chúng ta phát triển lên á, nó sẽ đi đúng hướng. Còn ngay từ ban đầu về mà cái tư duy chúng ta về cái giống loài đó cũng như cái cách chăm sóc nó sai á, thì chúng ta cứ phát triển từ cái sai lên á, thì cái sai nó ngày càng sai. Kiểu dạng nó là vậy. Thì cái tâm ý của các bạn HT Exotic Zone á thì mình rất là hiểu luôn. Thì mình cũng rất là gọi là đồng cảm với lại cái cách làm này, vì bản thân mình cũng đang áp dụng mà. Ok các bạn, có một cái cũng hấp dẫn luôn nè các bạn. Đây là cái đây là một cái box để chụp hình ha. Đó thì giống như Thu có chia sẻ đó, là những cái bé này nó rất là năng động và nó có những cái trạng thái đẹp. Thì đôi khi là phải tốn rất là nhiều công sức để mà set up đó mới chụp được những bức hình đẹp đó. Mỗi lần mà em chụp hình là em kêu anh qua, anh qua anh đứng là thôi là các bé nó sung liền. Thì chứ ví anh hơi bị ngon. Này là chỉ là đơn sơ nhất thôi, và cái công này là từ lúc mà anh lên Nguyễn Hoàng Hiếu vào hỗ trợ về mặt cái này có thể di chuyển. Okay. Nên những lúc em đặt điện thoại đó, đó nó như vậy đó các bạn, background đen full đen hết, chụp hình rồi. Sẽ rất là nổi bét luôn. Rồi máy chụp hình này mua đâu ai trả tiền đâu, thấy không? Nói sao phải em bán hơi mắc chút để em có hình đẹp cho mọi người đó. Để có những cái bức hình đẹp sắc nét thể hiện hết những cái nét đẹp của con bét đó thì cũng phải làm việc các bạn ha, chứ không phải là bấm cái tập đâu, không phải giống như selfie đửa lên cái tường cái là có tấm hình đâu ha các bạn. Đây là để ngăn các bạn chạy ra đó, cái này nó phải ngăn các bạn chạy ra. Background đen rồi tất cả mọi cái, máy chụp hình xịn, ánh sáng đèn, bên cạnh đó phải có những cái chuyên gia, có thể người ta dùng những cái kẹp cái đồ đao đó, người ta sẽ chỉnh dáng cho bé nó, hoặc có thể là khiêu khích nó chút đỉnh để nó ra những cái trạng thái phòng thủ hoặc là tấn công này nọ các thứ đó, và phải chụp rất là nhiều shot hình cuối cùng mới ra được những cái tấm hình mà nó đẹp như ý ha. Tụi nó nhiều khi nó cũng năng động lắm, rất là dễ ao nét đó. Tượng thật sự khi chụp nha, các bạn phải tì luôn. Phải tì đè như thế này mà cái tay của mình thiệt luôn á, là thẹo đầy luôn á, rất là đau á. Này nó sẽ như vậy nè, và nó chạy tán tứ lung tung ở trong đây. Nó leo lộn xộn luôn. Leo lộn xộn luôn. Bởi vậy mình không có khuyến khích các bạn đem ra ngoài không gian ngoài mà không có được bảo hộ như vậy. Cái này em làm đủ rộng để cho các bé chạy, và khi đó là nó đã bình tĩnh lại, nó thắng lại. Nhưng các bạn nhỏ quá cũng không được. Đúng nhỏ rồi. Quá nó chạy nó thoát ra, nó mà thoát một cái là rất là khó kiếm. Khi mà nhỏ quá thì nó cảm giác nó sợ đúng không? Coi như là nó sẽ còn phản ứng gay gắt hơn nữa. Dạ. Còn khi này rộng nó chạy góc kia thì nó thấy nó đủ cái không gian để mà nó bình tĩnh lại. An toàn. Giống như mình hơi chạy nhiều mình mệt. Cũng được. Đó các bạn, cho nên là đây là một cái vừa là chất xám vừa là công sức lao động, cho nên là anh em mà có sử dụng hình ảnh shop sẵn sàng cho anh em sử dụng hình ảnh, với điều kiện là anh em chỉ cần xin phép nói nhắn một câu, chứ còn gọi là cái chôm chĩa luôn á thì là cái này là không ai chấp nhận được rồi. Dạ. Ha các bạn ha. Dạ. Còn một cái này nữa nè, cái này nãy mình thấy mà mình chưa biết nó là cái gì nữa.
Này là cái gì á em? Này là trứng của tôm tiền sử á. Trứng của tôm tiền sử, nghe dạ. Tên là thấy nó hoành tráng, là nó ra con này á hả? Dạ, cái loại trứng này mình có thể bảo quản được 2000 năm. 2000 năm? Dạ. Dữ vậy? Và khi mà gặp anh đầu thai mấy kiếp. Khi mấy chục đời luôn. Mấy chục kiếp rồi. Dạ. Thì cái trứng này khi mà gặp nước nó bắt đầu sẽ kích hoạt, nó nở ra một con tôm. À. Con tôm nó nhìn nó sẽ gần giống như với một cái con mà bo bo mình á. À rồi. Dạ, nhưng mà cái size của nó to gấp mười mấy hai chục lần con bo bo. Ồ. Có nghĩa là nó tròn tròn. Dạ tròn đúng rồi. Vậy. Ở dưới nó sẽ nó giống giống chân. Cái hình của trên đây đây. À đúng rồi. Anh có coi mấy phim mà ngoài hành tinh đồ không? Nó hay là cái tàu con tàu vũ trụ của nó đó, hay cái dạng giống vậy nè. Giống như con đó rồi xong cái đuôi dài bồ ạ. Transformer đúng không? Transformer. Đây là hình của nó lúc lớn. Ha. À. Đây đây có con dưới nè. Đó đó, giống như trong phim Transformer. Đây nó đẹp ha. Đây, đó. Đây. Tên tiền sử. Là các bạn này. Là cái nó nằm trong đây á em. Dạ. Là, coi như cái, là cái này là thức ăn đó anh. Ở trong nó có một cái ống để em lấy nè. Em mở ra cho anh xem. Đó, ống trứng của nó trong đó đó. Đây là một cái ống trứng nha các bạn. Đây. Và nó có thể bảo quản được 2000 năm. Wow. Đây là thức ăn của nó. Tư liệu ghi 2000 năm thôi chứ ai chứng minh được ta. Không ai chứng minh được. Trời, cái điều em thích nè, cũng của nước ngoài. Đây các bạn thấy một cái kiện sản phẩm nó bao gồm rất là đầy đủ những cái vật dụng cần thiết. Dễ thương ha. Mà em giống cái rái tay. Ở này móc tay mà. Nhưng mà để múc đồ ăn á, à. Bỏ vào. Và nó đã đúng cái định lượng dành cho như đây con. À. Và nó đúng cái định lượng đó luôn. Để mình không có lấy bậy bạ. Không lấy dư rồi. Không lấy dư và nó đã tính toán để trung bình như vậy là mình sẽ nuôi được trong khoảng bao lâu. Thích ăn lúc nhỏ, không ăn lúc lớn. À lúc này lúc ăn lúc lớn. Dạ đúng rồi. Ồ, con này lúc nhỏ. Dạ. À. Đó, người ta đã làm ra vậy. Cái này mỗi lần em có nuôi thử chưa? Dễ em nuôi thử rồi, em nuôi lên được 5-6cm luôn. 5-6cm luôn. Xong rồi em dọn xốp qua bên từ quận 5 qua đây cái chết. À, mình không chăm sóc lại chết. Tụi này nó có đặc tính gì hay không nè? Dạ nó có đặc tính là sinh sản lưỡng tính. À. Nếu như đủ được cái thì thôi không sao. Ừ. Còn nếu như không đủ nó có thể thay đổi cái giới tính của nó để đủ. À. Và sinh sản lưỡng tính luôn. Sinh sản lưỡng tính. Nói chung là nó rất là lì. Thì nó kích thước nó lớn nhất là nó cỡ nào lớn ta? Lớn nhất cỡ hai lóng tay mình. Hai lóng tay? Dạ. À. Có một số con khoảng một ngón luôn. Một ngón luôn? Có một ngón luôn. Wow. Thì nó cũng gọi là bò hoạt động đồ này nọ cái thứ cho nó sống trong nước. Dạ nó sống full trong nước và cái tốc độ sinh trưởng của nó rất là lẹ luôn. Ừ. Anh có thể nuôi từ lúc mà nó từ trong trứng khi mà nó mới nở cho tới cái size mà lúc nãy em nói á. Ừ. Chỉ vòng khoảng 2 tháng nè. Ồ. Dạ. 2 tháng thôi là vậy. 2 tháng thôi là nó lên size đó. Mà cái điều ấn tượng nhất của nó là nó có tính. Thứ nhất là đổi giới tính, thứ hai là nó tồn tại rất là lâu luôn. Dạ tồn tại rất lâu, nó từ thời tiền sử tới giờ đó. Nó tồn tại trong cái trạng thái gọi là trứng này rất là lâu luôn. Dạ. Oh. Đỉnh cao rồi ta. Này của nguồn gốc nó nước nào ta? Trung Quốc hả? Thấy chữ Trung Quốc anh, từ Trung Quốc. Cái này là Trung Quốc sản xuất ra phía bên ngoài chứ hồi xưa là bên châu Âu. Ừ. Tụi này cụ thể là bên châu Âu trước. À. Là Trung Quốc mới làm theo. Hay quá. Ok. Cho giá thành nó phù hợp. Một quên hỏi, cái này một combo vậy là một combo vậy là em đang bán 300.000. Thôi, quá dễ trải nghiệm luôn. Dạ, nó khoảng 4-50 trứng gì đó, 4-50 trứng trong cái ống nhỏ xíu vậy. Ok. Ê, nãy giờ mình chưa có nói về cái gọi là cái chi phí để chơi cho các bạn newbie muốn chơi. À. Cũng trải nghiệm thì cũng có một cái con số nào đó để các bạn để dành tiền đó, thì mình có thể chia sẻ với mọi người chút xíu này. Ví dụ như về dòng bò cạp đi. Bò cạp phải nhỏ luôn anh, tại vì để bắt đầu chơi một dòng bò cạp hoặc nhện thì cái chi phí các bạn cần bỏ ra chỉ khoảng 200.000. Ôi trung bình 200 à. Dạ. Thấp nhất có thể thấp hơn được nữa. 100-150 đều có hết. Cái bé mà hồi nãy em nói với anh là sinh sản lưỡng tính bọ cạp á. Bé Hotentota là nó đi bên đó đang chơi. Ờ. Coi như là nhịn uống trà sữa bữa là có thể bắt đầu một cái đam mê rồi đó. Nhưng mình, mà nó hết rồi. Mình nhịn trà sữa vài bữa mà mình nuôi được con bé 6-7 năm. Đúng rồi. Đó mà quan trọng là cái nếu mà cái đam mê đó lớn dần lên á là các bạn sẽ trên cái hành trình đó các bạn sẽ tìm kiếm được rất là nhiều kho báu luôn á, mình dám hứa với các bạn. Dạ. Nội cái học trải nghiệm trải nghiệm học hỏi kiến thức tích tụ vô
rồi gặp người này người kia các thứ, bảo đảm là các bạn tìm kiếm được rất là nhiều kho tàng luôn. Coi như là nói chung là khoảng chừng 200 ngàn là bắt đầu có thể nhưng mà cái sự lựa chọn nó cũng đa dạng. Dạ đa dạng luôn anh. Với 200 ngàn là khoảng 10-20 lựa chọn rồi. Trời ơi, đâu có môn nào dễ chơi như môn này đâu. Dạ đúng rồi, rất là dễ. Không tốn diện tích, không tốn diện tích, không tốn cái thời gian chăm sóc của mình. Và không tốn chi phí đồ ăn nhiều nữa. Có thể mình mua 5.000 tiền sâu mình nuôi tới lúc nó chết. Không nói chứ bảo quản sâu, chơi sâu cũng khó. Chơi sâu thoáng, không thoáng nó cũng chết. Nó nhà ba má chồng rau thì có đứa dọn giùm đó, chồng rau mà bắt sâu vô cho ăn giùm. Ok các bạn, phải nói là cực kỳ dễ tiếp cận luôn. Về mặt con giống thì các bạn có thể con giống cũng như là kiến thức cách chăm sóc, các bạn có thể HT có thể coi như là hỗ trợ các bạn thật là hết mình luôn ha. Về con giống, còn về chi phí thì rất là đơn giản, mình nghĩ 200 ngàn trong cái thời đại này á, phải nói nó ít quá. Bây giờ đi ra ăn tô phở không 80-90 ngàn. Dạ đúng rồi. Uống ly trà sữa thương hiệu chút xíu 150. Dạ. Uống quẩn luôn á. Nghe quải luôn á. Ok, cho nên là ai mà có cái đam mê hoặc có cái sự tò mò nhất định nào đó thì hãy tìm hiểu ha. Thì mình nghĩ đây là một cái thú chơi nó rất là có ích, mang lại nhiều cái giá trị hấp dẫn. Ok, hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi của anh em tụi mình giúp cho mọi người có thể tìm ra được cái đam mê của mình hay không, và có chút niềm vui ở trong đó. Bye bye, tạm biệt mọi người.